Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ định giá Bitcoin Cuối tuần này cho bạn Ngay bây giờ là 1 giờ 48 phút Sáng Thứ bảy Em Thứ bảy, thứ bảy. Okay. Thì vừa rồi mình có nhảy ra nhảy vô Một thời gian uh, Và mình cho Vài thông tin cho những cái bạn uh, Trên cái nền tảng Twitter Trên tiền Academy trên Twitter thì mình muốn làm cái video này luôn để chia sẻ cho tất cả mọi người để có một cái sự chuẩn bị cho túi cuối tuần này thông tin đầu tiên là dx à, dxy á, nó đo lường tiền đô la thì à, bắt đầu đi lên có nghĩa rằng á là tiền điện tử sẽ đi xuống Ok cuối tuần này sp 500 Ok à, cổ phiếu của phần thì nó đang gọi là cái đà đi xuống và nó nó không có chống được, nó không chống lưng được. Ok. OSI vừa rồi trong cái khung ngày á thì có gọi gọi là nó quá cao đi, nó quá cao đi. Thì nó phải có một cái thời gian để nó cool off là nó nguội đi. Thì cái đó là một cái cũng là một cái dụng cụ để có thể nói lên là nó sẽ nguội đi, có nghĩa là cuối tuần này nó sẽ bập bên bập bên nhưng mà cái đà đi xuống là nhiều hơn. ok Ok. Uh, ngay bây giờ nếu nó xuống nghe 23.300 là nó phải chống lưng ở đó. 23.300. Nếu nó chống lưng không được ở đó thì uh, cái gọi là ở bên Mỹ nó gọi là the, the shit is got about uh, the shit is about to hit the fan. nghĩa là <laughs> không dịch là tiếng Việt đâu cho bạn. Có nghĩa là bạn nên chạy đi. Nghe 23.000 23 23.300 nếu mà nó cắt ngang đi xuống luôn đó, thì bạn nên chạy đi. nha yeah, bởi vì nó sắp nữa, sắp nữa. Ok. Để cho chứng tỏ cái trend này nó bắt đầu đi lên lại mà để đánh và đánh vỡ cái mức đỉnh vừa rồi. Thì ngay bây giờ cái con số bạn cần đang qua nên quan tâm là 24.800. Nó phải đánh vỡ được 24.800, giữ đó rồi cố gắng đẩy lên thêm được 25.200. Và vừa rồi cũng vậy nó vừa lên lại được 25.200 thì nó sập cái bầm. Ok, mà cái chỗ đó là một chỗ rất, rất rất rất, kỳ quan trọng. Đây mình đã làm 100 cái video nói về cái con số 25.200. Nó phải giữ ở đó và đi lên thêm để nó chứng tỏ là cái thị trường cấu này là xong xuôi rồi đó, là là kết thúc rồi đó. Nhưng mà nếu, nếu nó chỉ có chớp lên đụng nó thôi 25.000 25.200 mà đi xuống lại thì nó chưa chứng tỏ được một điều gì hết. Bởi vì vậy cuối tuần này 65% là giá sẽ đi xuống cho nguyên cộng đồng nha xin chào mọi người